cô Trang làm gì làm, còn tôi như phụ tiền 2-3 triệu đó chị, rồi mấy cô Trang cứ làm gì làm À, đó. có nghĩa là bây giờ là chú đang muốn là thứ bảy tuần tới là rước chị Trang về, thì chú về chú sẽ sắp xếp chú chuyển tiền xuống đây cho chị Trang, Đúng đúng rồi đúng ngày hôm đó chị Trang nấu vài mâm cơm để ra rồi mắt gia đình. đúng Còn rồi khi mà chú xuống dưới đây á thì chú sẽ mướn một cái xe, rồi mang kiếm chai rượu, rồi đôi bông, rồi xuống lúc đó thì xin phép bà xui đúng rồi là mà để rước chị Trang về, là lúc đấy đeo cho chị Trang đôi bông rồi cúng ông bà cái là bắt đầu chiều hôm đấy là rước đi luôn. đúng rồi À, đúng trong rồi ngày luôn, là trong ngày hôm đó luôn á, đúng trong ngày có rồi cái sáng ăn là chiều rước đi luôn đấy. Trong ngày luôn. Vậy là chốt là thứ bảy tuần tới đúng không? Đúng, ok. À. À. Sao chị? Hả? Sao vậy? Gì đó không nghe vậy là bây giờ là chú nè. Không là được, thôi nghe mình nói vậy không đưa lại không được. À, ý ý là về này, có nghĩa là chị Trang thì cũng muốn là giống như lần đầu tiên mình lấy chồng. Thì nói chung là chú nãy là chú nói là chú cho đôi bông rồi đúng không? Thì bây giờ thì nói chung là cho hay là như thế nào thì về sau thì cũng của hai vợ chồng anh chị à. Bây giờ vậy nè, nói cho chú nghe cô Trang vậy, Dạ. cô Trang nói tôi nghe kịp. Dạ. Bây giờ cho mà nửa chừng đấy lời tôi không chịu, tôi tha là Ý là cho về. hai vợ chồng đó thôi. Thà tôi cho nó bông rồi về nhà tôi cho nó nhờ dây tôi cho À. đó, chứ mà cho đi rồi nữa lột lại là trái nào thôi đừng chơi, tôi không chơi, tôi À. là vậy đó. Giờ Dạ nào dạ giờ dạ. đừng hứa là phải có, À. đừng hứa không có là con Rồi theo gái như ý tôi chú là bây giờ gì. là như thế nào, chú có thể chia sẻ Bây cho. giờ á chị nói chú xuống thì chú cho con đồ bông rồi về nhà chảnh, làm xong đám chảnh rồi á chú sẽ cho như sao À, có nghĩa là đó. cho con dây chuyền nhưng mà về trên đó rồi sẽ đeo trên đấy. À, cho ở trên đấy. Làm Ý là muốn đi lấy chồng mà mình có cái gì đó đi đúng không? À. chứ còn mà Nhưng hứa mà phải cái cho rồi mình không cho rồi hoặc mình lộn lại là kỳ lắm. Dạ, vài bữa tôi đi có cho mẹ đi đưa lên trả không? À, bà có muốn đi thì đi, Thôi, mất công đi thì xa xôi không, thì quá hôm đó thôi. chị đi, nói chung là cũng phải sắp xếp làm sao để cho gia đình lên để cho biết Đúng nhà. rồi, Xa xôi quá trời. Chẳng lẽ con nào con đi chơi một người hai người. phải suy hai suy gia phải gặp chị bên lên ngày hôm chảnh đó, rồi thì bà nhé. mới thấy một người nào đó đại diện đi cùng luôn lên trên đi đó. đi chị nữa mẹ dưới lưng đi thôi. Cũng được. Thì lên trên đó để cho Rồi biết 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 bây giờ anh Tiến ơi, anh cả đi anh gọi cái về hay vậy? vậy đâu có mà mình đi xe con mình cũng được, con đi Con đi xe con mình đi chở xa rồi mình về xe con luôn, con xôi khỏi quá. bác khỏi bác xui nữa, bác xui đi khỏi bác xui mày đưa tới đưa lui tội nghiệp nhọc lòng, mình đi xe con mình cũng được. Không, ý chú nói là đợi chú Tiến đưa đi đưa về không á. Đưa về từ bên đó là chú là ở đâu nhỉ, chú ở chợ mới hả? Xa quá trời Không, tội nghiệp. Tỉnh biên. Tỉnh biên. Ừ. Tỉnh biên về. Xa. Tỉnh biên về đây cũng xa lắm. Xa. Xa quá tội nghiệp mày ơi, đi anh mày qua Phúc Tân xa bên đó quá. nha. Nhà bạn. Bài á. Trà Bai hả? Nhà bạn. Nhà bạn á? Ở nhà bạn cũng xa lắm chứ không gần đâu. Xa. Tính là chú đi từ 3 giờ sáng tới giờ giờ Nhà mới bạn về. phía đó. Dạ. Nhà bạn Tỉnh biên có biết chỗ đó. Tôi tưởng ở chợ mới An Giang lúc chứ. đó, chỗ đó là nó gần 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 Tôi núi Cấm chợ ấy đúng mới An không? Giang, Đúng rồi. Ừ, gần núi Cấm biết mà. Đúng rồi, không hiếp em biết được đường về. Không, nhìn cái tướng này là không ai hiếp vào đâu. Em nhìn là em biết, chị cứ để ý cái con mắt nhìn người của em đi. Có cái tướng này là anh không hiếp nó thì có. Có chị Trang anh hiếp anh như thì anh hiếp. Chị nó hiếp trai. Chỉ có chị anh hiếp anh thôi chứ không bao giờ có chuyện anh ăn hiếp chị đâu. À. Vậy là gần tới bên đầu khẩu mà bên đấy á. Kia. Thì có nghĩa là hôm đó là chị Giang đang muốn là mẹ đưa đi hả? Chứ con đi mà có một người gia đình bên đây theo cũng đỡ khổ đỡ buồn đỡ. Đã buồn đã tủi hả? Thế nhưng mà có ngày cưới xong thì lâu lâu mình vẫn về đây mà đâu có gì đâu. Lần đầu tiên đi em muốn xa mẹ. À, có nghĩa là muốn ngày đó là muốn là mẹ đưa đi. Sao 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 đi một mình tủi thân hay gì? Để từ từ cũng về chơi hoài chứ gì. Xa xôi tội nghiệp anh mày đưa đi tội nghiệp. Có nghĩa là bây giờ là gia đình đang chị Trang đang muốn là cái hôm mà chú xuống rước á là giống để mẹ với anh trai đưa xuống dưới nhà chú để cho biết nhà Đúng luôn, rồi. gọi là giống là đưa con gái đi lấy chồng. Thì hoàn cảnh chị khổ quá, chị muốn lấy chồng cái gì không muốn lấy biết nào không chứ, chị muốn ở với mẹ chị suốt đời, tại vì mẹ dư già đâu có nuôi chị hoài được, thì chị có con có cái đâu, không ai nuôi chị đâu mà rồi còn đêm ngủ mình nên tuổi thân lắm. Muốn lấy chồng chứ, rồi chồng thương yêu thôi chứ không muốn lấy bỏ mẹ. À, có nghĩa là do là còn gì khóc sáng đêm luôn. Dạ. Khóc sáng Sao bà? À, con khóc được cũng cũng ấy hả?
Nhưng mà nói chung là theo như là, coi tiện thì tôi với Út tôi đi cũng được. Dạ. Ý là mình cũng phải biết xuống biết xem con mình lấy chồng ở đâu, nhà ở đâu, rồi bắt đầu cũng xem nhà xuôi ra như thế nào thì mình cũng ấy chứ đúng không? Chứ bây giờ mà để cho chị đi một mình thì cũng buồn, cũng khác gì đâu mình. Tâm sự với mẹ rất nhắn điện, con muốn lấy vợ lấy chồng, bỏ mẹ. Tại vì mẹ già rồi. Đó giờ ở với mẹ hoài rồi, giờ mẹ già rồi, mẹ chết thì ai cũng con. Người dạ. Con ở với ai con, đâu tâm sự với ai được đâu. Không phải chù mẹ mình. Dạ. Mà giờ con lấy thì con không ham muốn gì lấy chồng, nhưng mà bây giờ con chớ gì già rồi, con muốn bên cạnh với chồng, ăn đời ở kiếp con có bên chồng bên cạnh đó. Dạ. Chứ giờ từng tuổi thì cũng ham muốn gì đâu. Thì nói chung ra nữ nam là cũng vậy. Dạ. Sống về già thì chồng vợ bon đồ bụng với nhau. Dạ. Cái cha mẹ thì qua đời rồi thôi. Người ta nói là trẻ trăm cha không bằng già trăm ông đúng không? Bài trăm ông đúng không? Cho nên là nhiều khi vợ chồng chăm nhau là cái tốt nhất. Đúng. Đó là mấy vấn đề, là cái vấn đề về ở với nhau lâu dài. Thì không lẽ bây giờ vợ chồng về ông thì chồng cũng sắp. Dạ. Đâu có được. Dạ. Không, nhưng mà thực sự là thấy là cô chú bên gia đình nhà chú mới bên gia đình nhà chị Trang thì nói chung là cái này là giống thực sự là cái đám này thực sự là mình cảm thấy là nó mặc dù nó chênh lệch về tuổi tác nha, nhưng mà con thấy là nó hợp tình hợp lý là bởi vì là hai bên đều thật thà. Cái tuổi tác cái nói chú là không thành vấn đề. Dạ dạ. Nếu thương nhau là không kể tới tuổi tác. Không, em thấy nhiều khi chị còn trẻ hơn. Nói em trai đừng buồn nha, nhưng mà thấy hai người là không chênh lệch nhiều đâu, bởi vì ngồi cạnh nhau là ngồi sát với cô một chút xíu thôi, ngồi sát cho bên đây xíu. Ừ, đúng rồi. Có nghĩa là em không thấy chênh lệch nhiều. Đó, bởi vì là thấy là hợp lý đó, hợp tình hợp lý đó. Cho nên là chị đừng có suy nghĩ gì với cái vấn đề mà tuổi tác hết. Thì lạ chứ quen rồi, con gì trẻ thì biết chú. À. Biết tính hình chú liền à. À. Rồi họ hỏi hết hết sớm có bồ ai bồ vui. Rồi em trai có vui không? Nay gặp vợ có vui không? Vui. Vui hả? Vui nhiều không? Nhiều. À, rồi chị Trang sao? Cái cảm xúc làm sao? Mừng. Mừng hả? À, nói chung là mặc dù mình lấy chồng hơi trễ một chút xíu, nhưng mà được chú nói chung là cũng là người có tâm lý đi ha. Là chú cũng muốn là khi mà chị đi lấy chồng á, thì cũng được vài mâm cơm ra mắt mọi người, cũng như có đôi bông làm của hồi môn cho con. Thì cái đó cũng là em đi ngang là quý được. À, cái đó là mừng đó. Chứ hình như người ta giờ xuống mà nếu mà nói thẳng ra, nếu mà đúng ra là người ta rước đi luôn, coi như kệ muốn làm gì làm, đúng không? À. Như chị nói nãy là người ta phái rồi. Dạ đúng rồi. Tôi không chịu vậy. Cái gì cũng chỉ dạy con. Nếu đúng rồi chị. Thôi là nhất bên ghế thì cái gì tôi cũng cho nó im đẹp cho như nó. Như tôi muốn chị á, với mấy cháu lên trận chỉ biết nhà. Chứ đâu phải xui ra chỉ biết bằng mặt ở đây thôi, nhà tôi chưa biết sao. Dạ dạ. Hai mẹ con ở đây nhà anh. Đi đi chắc cũng có hai mẹ con thôi, không có ai chứ. Mấy kia ở xa đi bằng ngang chứ không có rảnh được hết. Dạ dạ. Chắc đi là cũng hai mẹ con đi. Chung là vậy là con thấy mừng á, vậy là được ấy, nhưng mà mỗi cái là bây giờ cái ngày nó hơi xa xa chút xíu. Rồi bắt đầu đang vấn đề cái chỗ mà sắp xếp để làm sao mà cho bà khi mà đưa chị Trang. Đưa cho bà giống kiểu là đưa bà mà lên trên đó rồi làm sao bà về, rồi bắt đầu là muốn xuống cho bà đưa chị Trang về trên đó để thăm gia đình nhà mình luôn. Đúng rồi, chưa biết nhà luôn chứ đâu đi. Bây giờ chị đâu biết nhà tôi đâu. Mà tôi xuống là tôi biết nhà chị rồi đó. Dạ. Còn chị không biết nhà tôi đâu. Chứ giờ gả con gái đi mà mình không biết gả cho ai ở đâu thì làm sao được, đúng không? Đúng. Mình phải biết là con mình lấy chồng ở đâu. Mà ví dụ lỡ sau này có chuyện gì, ví dụ nha. Dạ. Nó cầu cứu mẹ ơi cứu con, chị không biết nhà đâu kiếm. Đấy là mình nói ví dụ thôi. Ví dụ thôi. À, chứ anh trai này thì nhìn hiền lắm. Chị phải hiền. Biết nhà tôi. Dạ. Tôi biết nhà chị rồi đó, chị phải lên tới nhà tôi. Ừ. Chưa biết chắn đen. Dạ dạ đúng rồi. Theo như con nghĩ là nên như vậy, nhưng mà gia đình nhà mình bây giờ sắp xếp làm sao để mà ví dụ như khi lúc đó thì mình đi cùng lên cho đó luôn được ta? Cái ngày ở dưới chỗ chú có xe đò mà đi về đây không ta? Có à, có. Bình thường hơi khỏi mặt đồ có xe đò mà đi xe ôm nó mắc lắm. Ý là giống như là con chở xuống được, nhưng mà ví dụ như tới hôm đó thì ví dụ như thế là chở lúc mà về thì chở ra bến xe để cho bắt xe về được không? Có xe đò có. Có đúng không? Có. Sao anh chịu không? Bây giờ ví dụ như thế là ví dụ như hôm sau mà anh mới mẹ của anh là đi cùng xuống nhà chị Trang nhà chồng á, là em chở đi được, nhưng mà lúc về thì có thể em mua vé cho hai người về được không? Ở lại sáng mà lên xe mình về cũng được. Thôi bây giờ em nói anh bây giờ đó được đó là em đi xe thuê ra đây chứ tới em về là em về chứ ê, có công anh nữa thuê tốn tiền lắm không tiền từ đây xuống nó xe thuê em biết bao nhiêu tiền thuê
Rồi mình đi xe này. Có 200 luôn rồi. Không ý ý là xe riêng á. Xe riêng đó. Đấy em hỏi bên kia coi nhiêu tiền. Thôi đi đi xe chung chú Tiến rồi về rồi đưa bánh xe về cũng gì đâu. Đi xe kia coi. Theo em nghĩ thì nha, thì ví dụ mình ra bến xe mình bắt xe mình lên giường nằm cái là mình nằm cái là về đến Hậu Giang nữa. Rồi bà kêu người nhà ra đón hoặc là mình đi xe về. Vậy là em hôm đó là em sẽ chở gia đình nhà mình đi là xuống cái đó để biết cho nhà chị Giang ha. Rồi khi vào vé thì em chở ra xe đò là mua vé thứ cho lên xe là đi về đến Hậu Giang. Rồi về đây thì kêu gia đình ra đón hay là mình đi xe ôm về cũng được. Vậy đi, nhưng mà có nghĩa là chị mình đi chị đúng không? Là mình đi lấy chồng thì cũng phải tiễn một chút xíu xuống để xem gia đình, xem nhà chị bên như thế nào rồi chị mình sống như thế nào chứ đúng không? Chứ để chị mình thủi đi mình thì nó hơi buồn cho tủi thân cho chị đúng không? À, có nói vậy được không chú? Đúng rồi. Em cũng nghe em cũng giải cho nên em cái gì cũng được chứ. Ý là nhà mình cũng phải cho chị mình có một tí gì đó gọi là khi đi lấy chồng nó cũng vui vẻ để cho mọi người cùng vui ha. À, rồi quyết định là như vậy. Rồi bây giờ là chỉ còn cái vấn đề ở chỗ là chốt ngày là chú tính là thứ bảy tuần tới. Chú anh tới. Thứ sáu là tôi ra có nhà thẻ không? Có thẻ anh. Có hả? Dạ. Chú cho Linh cho bác ngoài cái thẻ. Số thẻ. Mã. Mã số là người chú thẻ để ví dụ như chú ấy gửi tiền qua cho ví dụ gia đình nhà mình làm đám. Rồi tài khoản. Là có nghĩa là cho gia đình nhà mình để gia đình nhà mình làm. Chào mai cho mai không vô kìa. Đây em bấm cho. Đây em chụp hình qua cho. Để con gửi qua hình qua máy Zalo cho chú ha. Hay đưa con bấm cho. Bấm vô Zalo đi. Bởi tôi không dài và bà nói chuyện với Trang mà không biết số mấy nữa. Ý là gia đình nhà mình. Đây. Là mất đi nè. Dốt không nè. Anh biết ông nội nhà tôi dốt không đó. Dạ. Ý là hai gia đình. Mất thằng nhỏ rồi bây giờ cái ta gọi học đứa nào học cái chân máy đâu không chậm á. Ý là hai bên đều giống là thật thà như nhau. Không ai biết chữ. Nội nhà có nhỏ kia Út biết chữ với thằng thứ hai thì nhấp nhem. Tính ra trước khi chú lên đây chú cũng đã tính toán sắp xếp hết trơn. Coi đúng rồi. Coi tháng rồi mới lên ha. Đúng rồi. Bà coi hôm qua. Coi hôm qua. Giờ báo hôm qua. Coi tuổi con luôn ha. Không, có ngày này cưới mà đâu có con. Tuổi thì bây giờ trời định đi. Giờ. Cái tuổi thì trời định đi, bây giờ không có coi tuổi đứa nào chứ. Có ngày nào mà đem dâu về. Chú ơi, nói vậy thôi, sao bữa rồi nói gì? Mai vậy? Mà hình như là cô dâu cũng muốn nôn về nhà chồng hỏi là có thể gấp rút là kéo nó xuống còn 5 ngày không kìa chú? Cho 5 ngày trở lại được. Chú hứa 7 ngày bị 7 chú chọn ngày thứ 7. Ngày thứ 7 đó ngày 9 đó chú. Theo như con mà nếu mà nhanh á thì ngày mai mình trong tuần này. Nói gì mà mới được, nói gì. Ngày chủ nhật này mình làm luôn. Thứ 7 này cũng được. Trong em làm đặt mà ấy nước luôn cái bảo. Thứ 7 này là cho mình chỉ làm vài mâm ăn trong nhà đấy rồi bên này mâm bên kia mâm được rồi. Không cần rạp, mình chỉ còn ví dụ như làm bên này một mâm, bên kia một mâm được rồi, hai nhà mà. Cũng này... ông bà thôi. Nấu hai ba mâm để rồi con ơi. Làm lại phạt vậy đó. Đúng rồi đó. Cưới đâu có làm đám cưới đâu, mặc đám cưới. À. Cũng là nấu hai ba mâm được rồi. Thì đó, thì bây giờ Vương cái số đấy đâu, bấm vào đây cho chị nhé, tự nhiên tớ không thấy số đâu. Bà ngoại đi, trong nhà trong cửa thì... Vậy cho chị mày lấy chồng gì thôi, không có nó làm gì chứ. Không thì bây giờ ví dụ như đêm nay chú ở đây luôn, mai rước về luôn. Ví dụ hôm nay chiều mai sáng mai làm cái mai rước về luôn cho nó ngon. Em mà. Phải đi, không. Tôi nói anh đừng buồn á tại vì dạ để em anh à, không thôi bây giờ mình đi nói lại nói làm sao mới được mới hiểu như là tại vì anh nói với tôi là tôi nếu quyết định đường xa xôi quá là tôi cũng được bàn với tôi á anh bàn với tôi là nội trong ngày nay là dứt cây anh xuống rồi không có bàn. Dạ. Sao chú theo như ý có nói vậy được không? Ví dụ như chú ở đây đến ngày mai cái hôm nay mai cho nấu cơm cái ngày mốt mình đưa đi luôn. À là chiều mai đưa đi luôn. Đã tôi quyết định là ngày đó mới được. À ngày đó mới được. Nói chung là chú sắp ngày rồi cho nên là thôi cũng có ngày rồi không có cách chờ. Cái ngày tốt mừng cái ba lần cái ngày tốt luôn á. À mình cưới dâu mình coi đàng hoàng.
chứ không phải người ấy được. Là cái này là cưới giống kiểu cưới dâu đồng hoàng chứ không phải là mình kiểu mà nắm mình... tay ngang là nó khác. Bên đàn gái mà đưa giờ nào cũng được nhưng mà bên đàn trai cũng gì. Dạ. Sợ con dâu nhưng dâu kia. Đi ra anh. Dạ dạ con coi ta đi. Đàn gái không được thôi kệ đi. Giờ ảnh không được sao giờ cũng. Ý là con dâu kia cũng coi đàng hoàng á. Dạ. Vậy là có nghĩa là giờ là xem ngày là thứ bảy tuần tới. Thứ bảy tới. Chốt ngày. Dạ chốt ngày thứ bảy đi. À, thôi ráng đi thêm mấy ngày nữa. Tượng như đậu chúa nha, thầy đậu chúa đi. Thứ bảy tuần tới là qua tuần thôi, qua tuần tới. Thứ bảy thì bữa nay thứ năm mà còn 9 ngày nữa đó. Ừ, 9 ngày nữa, được không? Lâu quá. Lâu quá, nôn lấy chồng lắm cái gì? Chị Trang có cầm điện thoại không? Ngủ đỡ đêm chơi, chín đêm đi. Phải được, thứ bảy này được ngon quá. Ừ, thứ bảy này bà làm. Thứ bảy này cũng tốt như cha. Đại ông ơi, sao vậy anh bàn với bà là tôi điện liền. Bàn liền đi, ví dụ như cha, cái bảy thì đi cha. Cha điện cho mẹ đi. Rồi vậy cho anh tôi bàn. Có nghĩa là bây giờ là chú về hay là mình gọi điện mình bàn với bà xem nó được thì mai về cái bao xe thứ bảy lên đây luôn. Ừ. Là mình làm chiều thứ bảy mình đưa về luôn. Không được, phải về mới được chứ thôi làm gì. Hôm nay mới thứ năm thôi đúng không? Bây giờ gọi điện bàn là đêm nay, hôm nay là chiều nay mình về nhà. Về nhà đúng. Mình sắp xếp xong là được, tối thứ sáu mình khuya, thứ sáu mình đi sớm là mình lên mình rước con râu về luôn rồi đó. Đó, tôi không tôi điện là thứ bảy đi sớm. Thứ bảy tuần này này. Ờ, thiếu á, được thứ này. Thứ này bây giờ chú thử điện nha. Chú thử điện cho bà xem là. Bây giờ ý là chú. Thứ bảy tiện tới là anh tâm lý đi. Thì tôi cũng phải lên trên một lần nữa. Lên chứ, chị lên, chị lên. Ờ. Thì nếu được thì chú... Thứ bảy này rước hết tiếp. Dạ. Thứ bảy tuần tới, ảnh sắp xếp làm đám trả tiền. Thì thứ bảy tuần tới mình mới lên cũng được. Có nghĩa là ngày mai là ngày đẹp ngày, ví dụ thứ bảy tuần này là được là chú xuống chú rước về. Còn là về trên đó chú làm đám sau cũng được. Rồi, đúng rồi. Đó, thì đó cái là giờ... Mừng cái gối sau em cũng mình trả chứ. Thì đó thì lúc nào mà gia đình bên này đãi này là mới đưa trên đi lên xuống rồi chú đi đó. Ủa, nếu vậy thì chị Giang lúc mà về nhà chồng thì nếu mà thứ bảy tuần này làm thì gia đình mẹ đâu có cần phải đi, thì chị cứ về trên đó xong rồi lúc nào chú làm đám thì bắt đầu bà mới lên thôi. Ừ, được không làm thì sao? Đưa ra đầu ngõ được rồi. Ừ, vậy được rồi. Được không? À, có buồn không? Ấy là bên con là thứ bảy này là rước con gì chả thứ bảy tuần tới cho chả làm đám mẹ lên. Được không? Cái ông xôi làm đám với chảnh là con lên chảnh thì xong rồi con về. Dạ. Ờ, vậy được không chú? Ờ, đúng rồi. Phải là phải đi chứ không đi chưa được. Ừ. Thì đó thì theo như ý kiến con là người trung gian thôi cho nên con chỉ có ý kiến là ví dụ như thứ bảy tuần này là chú về chú bàn với cô. Là bắt đầu sáng thứ bảy là chị Trang ở đây là giống là chuẩn bị đồ thứ là đãi mọi người xong. Là chú cho một cái xe lên đây cái ngồi ăn cơm xong cái là mình cho chị Trang về trên đó luôn. Không ăn cơm luôn. Rước luôn không ăn cơm. Ý là cũng phải cùng ly với vô lại ông bà cái rồi. Ông bà cái này kia à, được rồi. Tôi còn nấu hơn. Ok. Tôi còn nấu hơn. Thì đấy là tùy gia đình. Nhưng mà tại cái bên em ấy, em làm được 2 năm xong rồi cái chị em làm chảnh thì đâu biết chứ mà em múc với mà mẹ em đâu. Em muốn chảnh chứ. Thì có nghĩa là cái hôm đó là chú lên như đây thì gia đình cũng đang cơm đây thì mình cũng chào hỏi ở gia đình các thứ một lần. Rồi. Một vòng cái bắt đầu là mình quay sang là mình cúng cái là mình cho bông cái là mình rước đi luôn. Biết bao nhiêu người là mình biết. À, đó. Ý là gia đình nhà mình bao nhiêu người thôi. Tôi còn nấu hơn chú nữa. À. Ý là con muốn làm sao cho nó nhanh gọn một chút xíu. Rồi. Ừ, tại bọn con cũng còn phải đi chỗ nào chỗ kia đó đây. Cho nên là thấy là mấy cả giờ, mấy cả chị Trang bây giờ là cũng muốn giống kiểu là về với chồng lắm rồi. À, được không? Thì bây giờ chú gọi là cái ngày mà thứ bảy tuần này đi là mình sắp xếp mình lên đây cái là mình chào hỏi rồi chào bông cái là mình rước về xong là tuần sau chú làm đám sau. Đúng rồi. Có nghĩa là về trên đó là lúc nào chú rảnh thì chú làm bông. Làm cũng được, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chú sao không phải làm. Thì bây giờ xem lấy ý kiến như vậy đấy, thứ bảy tuần này thì chú được xem được. Rồi giờ tôi về chảnh tôi bà tôi điện chú liền. Điện cho Trang hay liền. Điện cho chú Tiến đó, chú Tiến với ai chứ điện. Ờ điện cho chú. Dạ. Đó chú hay chú biết. Dạ. Cũng không có biết gì đâu, chú dạ. Tiến ăn theo chú Tiến. Đó không ý là theo như con thì thứ bảy tuần này là đẹp á, đẹp ngày á. Được là hôm đấy là mình rước về cho nó luôn. Rồi. Đó. Tôi thì dễ lắm mà ngặt cái bà vợ tôi nó theo cái đạo gì tôi không biết. Bà tin quá trời tin. Anh đạo gì? Tôi là Phật chứ. Em cũng đạo Phật. Theo như con thì bây giờ cứ tiến hành cái là đưa về thôi chứ còn ngày tuổi gì nữa. Tuổi không xem thì thôi chứ chủ yếu là cái tuổi. Nhưng mà theo như vậy là thấy hợp lý rồi, đâu cần phải xem cái gì nữa. Mà quá đẹp đôi rồi. Thằng này là tuổi thân. Thân hả? Dạ. Yeah. Em tuổi thìn. Ừ. Thân với thìn. Thân là gì? Thân là khỉ. Khỉ. Rồng. Thân tí thì tam hợp lắm. Ừ, thân tí thì tam hợp hoặc quá hợp luôn.
đúng không? À, có thầy luôn rồi. Ờ, học luôn hả? Quá học rồi làm gì nữa à? Thăng với Thịnh là hạ thiệt. Lên sách xuống vậy, thăng với Thịnh là hạ. Đúng rồi. Cứ vợ nó bỏ đi, nó chỉ nghe thủ mùi. Vợ nó thủ mùi. Dì. Dạ. Không, nhưng mà nhìn em nhìn em thấy là anh này là hiền lành lắm. Cho nên là bè chị có ăn hiếp anh thì ăn hiếp, chứ anh không bao giờ anh hiếp chị đâu. Tôi sớm rồi tôi chị là kéo nhau ra là cắt đăng ký đồng hoàng nha. Anh đất đó quá vậy. Ít nói. Tại tôi là chị thấy nó dài chứ tôi là còn trẻ lắm á. Bận dữ lắm anh ơi. Dạ. Rồi lúc ba mấy tuổi rồi. Cái hình bởi vệ thì chụp gửi chú đó. Dạ dạ. 60 tuổi đó. Xúc dạ. Sinh đồ làm dữ lắm. Mương mà mương ba thước chục bờ hai bên rồi tôi bận không có nhậm nhòi gì thôi. Bận dữ lắm anh ơi. Nói chung vợ chồng tôi cũng mà nói giờ thật sự tới cái thời điểm bây giờ nha, là thường ví dụ như là như chị ra mấy em trai này này, thường là người ta sẽ không có người tới dặm ngõ hay hỏi hiếc gì đâu, là người ta ưng nhau là dắt nhau về người ta ở à. Nói thật, nhưng mà chú tâm lý cho nên là chú mới muốn ở chị Trang về cũng giống như một người con dâu chính thức trong nhà đó, cho nên là chú mới làm như vậy. Thì nói chung là cũng mừng cho chị Trang là được cha chồng tâm lý đó, mẹ chồng cũng tâm lý. Chứ còn mà hai người bắt tay nhau về thì là không vui. Của chú à? Của chị Trang này. Chú để tên là dâu tương lai không? À, đúng rồi. Còn cái này em chưa lấy số được cho chú. Lấy số tài khoản. Cái số sao? Cái số tài khoản nè. Chị kết bạn Zalo và số điện thoại chưa luôn bên chị Trang cho. Không, nhưng mà nếu được như vậy là cũng mừng cho chị Giang, bởi vì chị cái số trên này đấy, cái số mà bên trên đó. Tôi giờ cũng thấy siêu à. Rồi thôi, ráng chờ đợi thêm vài ba ngày nha chị Giang, được không? Chứ bây giờ cũng phải chuẩn bị về, phải chuẩn bị nói với gia đình, rồi bắt đầu là cũng phải chuẩn bị xe cộ nó kia nữa, chứ không phải mình làm cái là mình làm được liền, đúng không? Thì mình nói chung là mình đi với chồng mà được gia đình nhà chồng mà tâm lý vậy mình mừng chứ, đúng không? Đó. Chứ bây giờ như người ta khác, người ta mà không quan tâm tới thường người ta bảo thôi hai đứa mày dắt nhau về ở đi, đúng không? Đằng này thì chú muốn chị có danh phận giống như là một người con dâu đầu tiên của chú, cho nên mới muốn là hai người cắt đăng ký này, đúng không? Rồi bắt đầu là muốn cho hai vợ chồng ví dụ như cũng có một cái lễ để cho chị khi mà đi lấy chồng nó cũng phải có một tí gì đấy để cho hàng xóm người ta bảo cái đấy lấy được chồng, gia đình nhà chồng cũng tâm lý rồi kia thì cũng mừng cho chị chứ, đúng không? Cho nên thôi ráng chờ thêm mấy ngày ha. Nôn chưa? Em tính là sao? Em tính là câu quá bây giờ đó, là bên đàn trai ấy, chị em mới đi khi em bao xe đi về, đi anh cả anh mới công anh rước nữa. Anh nói đa với tí có tiền cho mẹ ở nhà mẹ mẹ ấy gì đi rồi á. Là sao ý sao anh cho ý kiến không? Cái này là mình đang bàn để mình xem cái ý kiến nào là nó hợp lý, là ý anh nói sao hợp lý rồi là của anh nữa mà còn phí của em nữa. Mà công mà anh đưa nữa tay xe em bao đi cho chợ anh tiếc mà không có đưa gì đây biết rồi mẹ nói không biết rồi. Ý em nói là cái là nó nói là ba nó nói ngậm mà nó không hề nói là không biết là nó nói là bao xe ở đây em hiểu rồi em hiểu mà bao cái gì tốn tiền để tiền bây giờ mới em đi dẫn mới thì em đưa lúc mà đầu á là anh đưa trả anh qua hồng rồi tới tuần nào tới cưới anh trả anh á rồi em đây bên mới xui chị em một mới là quan trọng là tờ xe bây giờ bao xe từ đây về dưới đó là nó hết khoảng bao nhiêu cả đi cả về bao nhiêu tiền em cũng chưa biết nên để em báo cho là giá không ở dưới là tầm 3-4 triệu đó. Không có đâu có bèo cũng 2 triệu đó trong có một ngày một mà không được mà đâu. Đi trong ngày về thôi nhưng mà thì cũng 2 triệu hả trong ngày về ấy giờ nó muốn em nghĩ là nếu có hai người đi thôi thì mình cứ đi cùng xe đi xong xuống đấy mình bắt xe đò lên rồi mình ngủ mình đi về thôi. Vậy thì có tiền tao cho mẹ 500 triệu về nhà mẹ ăn uống rồi bình người đâu rồi lấy tiền đó. Ý là em muốn là nó gọn gàng thôi chứ nhiều khi mướn thêm cái xe nó tốn kém ra, hiểu không? Đúng rồi. Thế. Tốn kém anh cũng ơi, tiền bạc không có. Tại vì mình bao xe đâu phải là mình đi qua bển rồi mình đi vô nhà rồi mình về liền đâu. Người ta chờ đợi mình rồi mình tờ bè dưới tí gãy rồi cũng không. Em nghĩ là từ đây qua đó thì cũng phải mất khoảng độ 2-3 triệu tiền xe đấy. Được rồi, cũng thấy em. 3 triệu. Mình từ đây về đi xuống Nam Căn mà chú xuống chợ Đầm Cùng với Cà Mau á. Vẫn đi vẫn về mà nó đợi một đêm luôn đó mà nó ăn có 3 triệu. Chú lúc nào mà chú gửi tiền á thì chú sẽ nhắn cái số đấy cho của chị Trang á. Nhắn cho chú chụp hình lại cho chị Trang. Rồi đúng rồi đúng rồi. Cho chị Trang để chị Trang biết để chị Trang còn lo liệu mua cái gì. Rồi. Cần 100 mấy cây số nữa mà nó đợi. Là chuyển chưa?
Rồi rồi. Chuyển rồi hay không? Không có. Như là mới lấy số thôi đúng không? Chứ chưa chuyển đúng không? Đúng rồi. Mới lấy số chưa chuyển. Dạ dạ dạ. Thì có nghĩa là giờ đang sắp xếp để xem cái ngày chính thức. Mới có lấy số thôi, chưa tính tiền hết. Chưa mới chưa. Rồi anh Trường lần đầu tiên tới nhà vợ rồi chứ. Thấy ngồi im không vậy? Rồi giờ về vui sao, có vui không? Lấy vợ có vui không? Sao? Vui không? Vui hả? À. Là lấy về là nhớ yêu thương vợ nghe không? Chứ đừng có mà bắt nạt vợ nghe không? Mà theo như em nghĩ là chắc chị Trang bắt nạt. Hai người nắm tay cái coi, nắm tay cái cho tình cảm coi. Trang nói sao không chú? Dạ. À, chú Tiến nghe đây. Con lên chảnh ở được ha, con coi chỗ nào con rước mẹ gì chảnh cho mẹ ở luôn. Ý là còn mà tôi còn ở lên nhà. Ý là chị Trang đây cũng hình như rằng đấy là hình như là đấy là mẹ chồng có gọi điện nói là hai đứa muốn ở riêng hay ở chung hả? Dạ mà không ở riêng đâu, ở chung đi. Ý là đấy là mẹ chồng là có gọi điện tâm lý không, nói bây giờ con muốn lấy về thì con muốn ở chung với cha mẹ thì ở, còn không cha mẹ làm chỗ cho hai đứa ở riêng. Nhưng mà chị Trang thì lại muốn là ở nhà đất khách cho hai đứa riêng. À ở chung thì có cha với mẹ không mà đâu có ai đâu mà. Đúng rồi, nó được á. Rời ra thì không có được hạnh phúc. Có cha có mẹ hơn. Tại mẹ chồng tâm lý cho nên mới hỏi trước con dâu là con muốn ở chung hay muốn ở riêng đúng không? Cảm giác là ở dâu á. À ý là bà là thương con dâu cho nên bà mới nói vậy. Dạ, bánh mới nói gì nè, mới nói con thương mẹ thì mẹ thương con à. Đúng rồi. Ông bà thì nó quy luật từ xưa đến nay, nếu con dâu thương mẹ chồng thương con dâu thì chắc chắn là hai người sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Không khó khăn nhớ bà. Mà cái tính bà hơi la là bị nhỏ con mình đã quậy. À đó. Chắc chị cũng ai làm chứ mất cái ai đâu. À. Chưa từng ra tới lộ của nó, chị tối mà nằm đây. À. Chưa đi đâu. Ừ. Thì đó con dâu tôi bỏ đi đó, không từng đi chơi ra lộ đó. Dạ. Mà đi chừng đi luôn. À. Cái gì đó. Không, nhưng mà theo như con nghĩ cái tuổi với cái tuổi này rồi á của chị Giang á thì con nghĩ là những cái chuyện khác là không có chuyện xảy ra đâu. Bởi vì theo như con biết cái tính cách của chị qua tiếp xúc một vài ngày nay nha. Có một số người nói thẳng là nhiều người lắm gọi điện mà cho số điện thoại đi để xin để đi uống cà phê tìm hiểu nào kia. Nhưng mà chị nói từ chối luôn, chị nói là không được. Đảm bảo luôn, không phải là ít người gọi đâu chú, nhiều lắm, con cho chú tí nữa, con cho chú xem. Có nghe đó. Nghe cha nói trên clip cô nói. Dạ. Có nhiều cơ số điện thoại của chị. À bao nhiêu điểm á, để nó nói đi lên em lên kết nối yêu đương, em muốn chồng gì nói em thì cũng anh nói gì em cũng hỏi em muốn chồng mà em mới kêu chú Tiến là đăng lên kết nối yêu đương. Thôi giờ anh cũng thấy em thật thà chị đi chơi với anh đi bữa đi rồi được hạp rồi cưới. Chị mới nói là trả lời với người ta nói là anh ơi em không đi anh lại anh cưới em thì ăn cỡ tiếp kia em cứ chạy cho còn đi. Mấy người điện cứ đi xong mà chưa chân. Nói chung đàn ông thì nó lợi dụng. Ví dụ như bây giờ. Ví dụ như thế là hai người cha mẹ tới với nhau gặp nhau rồi này. Anh này hôm nay đã tới đây rồi này. Thì ví dụ như chiều nay ví dụ giả sử như anh cứ kêu chị đi uống cà phê đi đấu thì đó là chuyện của hai người, đó là rất bình thường đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chưa quen biết gì mà tự nhiên rủ con người ta đi thì nó không phải ấy chứ đúng không? Mình cũng không đi. Bây giờ gì cỡ nào cũng không đi. Ừ. Không đi. Thôi bây giờ ráng chờ thêm mấy ngày nữa là vợ mình ha. Người điện vậy luôn, tôi đi không đi. À. Mà hồi đó tới giờ thì hồi lúc mà chưa có nói đưa. Trời ơi, tôi nói chú á. Tôi hứa nay tôi xuống. Đụng mà mới có 1 giờ nó kêu xuống vậy. À ham lắm rồi. Con nôn á. Nôn lấy vợ lắm rồi, 1 giờ sáng nó gọi ba dậy đi rồi. Ờ. Ừ. Tôi nói mày lấy vợ, tao lấy vợ mày nôn không vậy. Sao qua gặp chị tận nơi thấy vợ đẹp không? Thấy đẹp không? Yeah. Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm? 37 làm đám cưới rồi. 14 điểm. 14 điểm à? Vượt số vượt số 10 luôn. Học không có 10 điểm mà cao anh tới 14 điểm. 10 điểm là vượt dữ lắm á. Rồi thôi bây giờ chỉ còn là một cái nữa là chốt ngày. Chốt ngày thì bây giờ là thứ bảy là chú xuống. Thứ bảy tuần này. Rồi là có nghĩa là 2-3 ngày nữa đó. Đừng tới á. Tuần tới nữa hả? Ừ. 10 ngày luôn rồi. Là đúng. Thì bây giờ chú về chú cứ xem cái ngày mà thứ bảy tuần này xem có được không? Được rồi chú cho hay. Chú cho con hay. Ừ. À, nếu được thì mình chuẩn bị thì mình thứ bảy tuần này luôn. Rồi. Không thì thứ bảy tuần tới. Đúng rồi, ok. Rồi chỉ có 2 mốc thời gian thôi. Rồi rồi. Một là thứ bảy tuần này, hai là thứ bảy tuần sau. Rồi ok. À. Rồi theo như vậy được không chị Trang? Thì chú nói thì bây giờ là nãy chú... giờ cha thì cũng nói vậy rồi chị bà cái chỉ nếu muốn sớm nữa mày cha không nói không được ngày thì giờ theo ý cha đi chứ sao? Ừ rồi ok. Bây giờ trước tôi xin phép chị, tôi kêu chị xui đi. Dạ. Nói chứ giờ nó kêu mà chị hoài sao? Dạ. Nó
Còn Trang thì cho chú kêu bằng con đi. Dạ. Chứ bây giờ hôm nay kêu cô Trang. Con kêu cha bằng à, đó. Đó, vậy đó. Như là không thành cũng được cha, bà cũng bằng tuổi cha. Nhưng mà phải thành. Dạ. Tôi đã quyết tâm đi tới đây rồi, chú biết rồi, nói đi cũng đi mà. Bỏ công đi mà. Bỏ công ăn việc làm để lên đây hỏi con dâu. Bữa nay là mướn người ta xuống tỉa hộ, người ta làm tôi đi. Rồi mới một giờ ông kia nó dậy sáng à. Ông ấy nôn có vào quá, nôn gặp vào quá cho nên là ông ấy... Nó 3 giờ hả đi. Mình hẹn giờ rồi. Một giờ ở cái cửa. Nó chờ Phật cái mình cứ dậy cho mày, mình đâu không biết chờ. Chị bảo về đi. Ủa không xài điện thoại luôn hả? Không, nó không xài. Đó, rồi bây giờ muốn hai vợ chồng muốn tâm sự với nhau thì tâm sự làm sao? Nhớ lên máy thôi. À máy thôi. Đó, nó đi mà. Lên máy thôi thì giờ tâm sự thì... Không, mà chị Trang gặp anh Trường là đúng bài luôn á. Tại vì không có điện xài điện thoại là không đúng, có sợ. Là không có sợ thằng là... Thôi, không xài điện thoại mới sợ, biết không, cái cũng là tôi hứa nha. 100% luôn. Không biết được đâu mà đi kiếm hỏi giờ anh đâu ở đâu cũng đâu biết được. Ở Giang. Em muốn anh dạ. Bắt được xài. Tôi mua nó cảm ứng rồi, nó xài đã nó bỏ 1.700. Nó bỏ. Nó chơi nhớ. Chị về không đẹp, anh về chưa em nó cơm nước chờ đụng đi không có điện thoại biết được đâu. Đi con cho anh chị ăn mà. Không anh, theo như em nghĩ là anh này là thứ nhất là đi làm sẽ về đúng giờ, xong việc là về đó. Đúng không? Chứ không có đi lang thang lang bang đúng không? Đúng rồi. À, cho nên là bây giờ thôi thì chú đã tới đây rồi, thì hai bên đã nói chuyện với nhau rồi, thì cứ sắp xếp ngày như là khi chú về chú xem ngày rồi chính xác rồi bắt đầu chú báo, còn nếu không thì sang không có gì thay đổi thì thứ bảy tuần tới. Thì nói chung vòng ngày mới là chú hay, tôi bàn thứ bảy được hết, ngày mới liền chú liền. Đó. Thì nói chung là cứ đến ngày đó thì chú có gì chú báo cho con ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, rồi bắt đầu là lúc đó thì mình xuống mình làm vài mâm cơm rồi cũng theo như cái ý định như vậy nha bà ha. Bà có ý kiến gì không? Không gì, tốt lắm rồi. Tốt lắm rồi đúng không? Tốt lắm rồi. Gả con gái được là mừng rồi đúng không? Ý kiến là do này Trang chứ còn chị xui rồi ý kiến nữa. Nói chung là bà cũng dễ mà hai bên đều dễ cả. Trong cái đó thì hai bạn trẻ bây giờ là ưng nhau chưa? Tôi thì chị luôn trai. Tôi vợ tôi bệnh rồi á. Rồi bây giờ là Trường này luôn. Cho mình hỏi này. Bây giờ là có hứa là thương chị Trang đến suốt cuộc đời không? Hứa không? Hứa sao? Đúng một thôi. Đúng một rồi. À, một chồng một vợ đúng không? Dạ. Không có người thứ hai đúng không? Dạ. Yêu thương chị Trang đến cuối đời ha. Dạ. Rồi chị Trang thấy Trường sao? Chị ở từng tuổi tới giờ chị thấy anh thì cũng được. Chị cũng mừng lắm chị suốt đời bên cạnh anh. Không, nó cái quan trọng nhất của người con gái là lấy được người chồng thật thà. Không có nhậu nhẹt, không có bê tha, không có vớ vẩn. Thế anh em nghĩ vậy à, để mà lấy một người chồng nha, mà ví dụ như thế là theo như em nghĩ như thế là có một tí của đi chẳng hạn, nhưng mà người ta rượu chè cờ bạc bê tha năm ba bữa rồi nó chán mình thì nó cũng còn hơn là mình lấy một người ví dụ như thế là siêng năng chịu khó thương vợ là được, đó mới là cái quan trọng. Chị mừng lắm, chị được người chồng được thật thà yêu đương vậy là chị mừng. Chị kiếp trước có con tu chị cũng giờ chị phải người mà không cũng cưng lắm. Chị cũng cỡ nào chị cũng thương yêu chồng suốt đời. Dạ. À, thôi bây giờ thì nắm tay cái coi, nắm tay cho tình cảm cái coi. Nắm tay. Nắm mà cái tay kia, tay này đưa qua rồi hai đứa nắm ngoài luôn nha, nắm ngoài luôn. Đâu phải bắt tay đâu trời. Nắm tay thôi được rồi, ai đâu kêu bắt tay đâu. À. Nói chung là mừng cho chị Trang là lấy được một người chồng thật thà. À, giờ cứ thật thà, hiền lành thật thà là được. À. Theo em nghĩ là không có cái chuyện mà anh này anh lằng nhằng hay như nào đâu. Đi làm tới giờ là về đó. Cái chuyện anh nhằng của dạ. À rồi thôi bây giờ thì hôn cái thì cho mình coi. À. Hôn má cái nào, hôn má. Cái cho mình. À rồi được rồi. Chào vợ tâm lý hết nhỉ. Được được ok. À, thôi bây giờ thì để cho hai bên gia đình tâm sự nói chuyện với nhau nha. Còn con sẽ nghỉ một chút xíu để cho hai bên tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau ha. Dạ dạ. Thôi để cho hai bên nói chuyện chút xíu đi rồi một lát nữa mình nói chuyện tiếp ha. Dạ. Ba về kìa. Tiến tiến cha. À, chào con. Chào chú ngồi nhiều quá hả? Ngồi nhiều quá. À xíu đi.
đây là nhà của chị Trang đó, vô trong nhà đi. Chú vô thăm nhà đi. Sao ví dụ nhà hai vợ chồng muốn ở đây thì ở, về bên kia về, nhưng mà ý là giống kiểu là lâu lâu về đây có chỗ ở. Không được vậy đâu. Dạ. Yeah. Ý là lâu lắm rồi không sửa sang gì cho nên là cửa lại đây không về được. Ý là về trên là giờ không có về được. Ý là lâu lâu về thì có chỗ ngủ thôi. Ở lâu lâu về biết ngay. Về thăm mẹ cho về chứ không về ở lộn cho. À đó, thấy không? Giống như mấy ngày Tết là về có chỗ. Ừ, tự nhiên. Tết nhất là thứ về thăm. Tết dỗ lễ rồi phải về. Dạ. Ngoài cho. Thì xong bên cha mẹ rồi thì bắt đầu thì về thăm bên vợ thôi đúng không? Một năm cha cho con về hai lần cũng được. Rồi. Mùng 5 ngày Tết. Rồi. Nói chung là cứ sắp xếp công việc, lúc nào rảnh thì hai vợ chồng nói ba là hôm nay con về thăm nhà được rồi. Ừ. Đúng không chú? Giờ con có chồng với có cha rồi, con không còn cần gia đình nữa. Ba làm chủ sự nghiệp hả? Ừ. Đó, thấy có cha tâm lý không? Có cha gì là con mình. Ừ. Thôi về chị ơi. Đây là con dâu đang đưa cha vợ ra ngoài xe. Đó là Tiến. Vậy là Tiến cũng về đường quốc lộ chú không ạ? Dạ, con đi về lấy con giúp chú về. Đục đào yêu chiều đi không được. Bê bê. Nước ngập đó anh, cửa là nước ngập. Rồi được rồi, muốn nắm thì nắm, còn muốn thả trả nha. Nói thả liền luôn. Anh thiệt tình quá trời. Từ từ hôm sau còn đám cưới, lúc đấy mình nắm thoải mái. Đám cưới là người của anh này đó. Đám cưới là thành người của anh vậy đó. Rồi thôi đi về đi. Đưa tới xe luôn hả? Không, em thấy trẻ lắm. Nó còn trẻ, con đẹp lắm. Dạ không đó chị. Dạ, trẻ mà. Nói chung là nhìn hợp. Quá hợp lý. Dạ, trẻ lắm đây. Không, nhưng mà thấy chị ra nó còn trẻ lắm. Ủa, nó tiếng già. Anh nói là chị tưởng chỗ này là được đó em. Tại vì thiệt, ai nói mà. Không, em thấy chị đang còn trẻ hơn so với nhiều người 30 tuổi á. Tuổi chị là thật sự là tuổi thịnh luôn đó. Dạ, dạ. Dạ rồi, ok chị. Dạ dạ. Nắm tay cái đi, nắm tay cái, thơm má cái đi rồi về. Rồi, ôm cái. Rồi, ok. Rồi, bye bye ha. Rồi, bye bye. Sao chứ bằng già rồi mày. À, nhưng mà con thấy là chị quá dễ thương, đúng không? Hiền lành, nói chuyện dễ thương, đúng không? Được không? Ưng không? Thương đúng không? Thương nhiều đúng không? À. Rồi, ok, rồi chú đi, con ra đấy, con đi cùng với chú ra kia, con dẫn chú ra kia ha. Rồi. Dạ.